Hello hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình Và mình là tiểu sư phụ đến từ c Group Ngày hôm nay thì mình sẽ cập nhật cho các bạn một số những cái sự kiện, những cái update Đến từ cái dự án DocS ở trên sàn Gate.io nhé các bạn Hiện tại thì Gate.io đã ra mắt giao dịch free market dự án DocS Vào ngày 30 tháng 7 rồi nhá Anh em có thể hoàn toàn giao dịch ở trên trang free market hoặc là free token free market này Đấy thì các bạn có thể truy cập vào để có thể tham gia. Ở đây các bạn có thể thấy giá trị hiện tại à, loanh quanh của DoS rơi vào tầm 0.001 USDT cho một cái đồng DOGE thì à, các bạn nào mà cảm thấy là mức giá này à, có thể mua được hoặc là có thể bán được thì anh em có thể vào ở trên cái trang à, free market của Gate để có thể giao dịch nhé Và các bạn lưu ý nhé cái giá trị à, mua bán free market hiện tại thì À, giữa các sàn thì nó đang có những cái tranh lệch nhất định thì anh em có thể so sánh đối chiếu để các bạn có thể là cân nhắc à, đưa ra quyết định là có thể mua bán cái đồng token dos à, này ở trên các cái sàn khác nhau thì à, khi các bạn giao dịch thì các bạn cần phải à, cẩn thận về những cái rủi ro mà các bạn có thể gặp phải đó là à, nếu như mà chúng ta mua ở cái mức giá thấp sau khi mà list sàn nó có giá tốt thì không sao nhưng mà các bạn mua bán mà mua cao mà sau này khi mà cái giá trị của token lit nó rất là thấp thì các bạn sẽ bị lỗ nhá. thì đấy là những cái rủi ro mà các bạn cần phải cân nhắc khi mà anh em giao dịch free market ở trên các cái sàn uh, như là sàn gate hoặc là sàn uh, bitgate cũng như là những cái sàn khác hiện tại đang cho phép chúng ta có thể giao dịch đồng uh, doge dạng free market nhá. anh em cũng có thể là tham khảo thông tin của cái dự án doge này hình ảnh của Doge được lấy cảm hứng từ uh, Spotty này linh vật do người sáng lập tôn Faver Duver, thiết kế cho cộng đồng của Telegram thể hiện tinh thần và văn hóa độc đáo của cộng đồng Telegram theo thông báo cộng đồng của dự án này đồng tiền này không chỉ để giải trí tất cả số tiền thu được từ việc bán hàng sẽ được sử dụng cho uh, các cái trại trẻ mồ côi các cái nhà trẻ em và tiếp tục truyền thống từ thiện của uh, sporty đó thì anh em có thể xem hiện tại thì tổng nguồn cung của s thì đang trong uh, tình trạng là tpa tức là đang chưa được công bố nhá các bạn đó và anh em có thể xem tính năng nổi bật của freemin đấy freemin ở trên cái uh, sàn gate này, này thì các bạn có thể đọc ở đây nhé lợi nhuận sớm này người bán không cần chờ Uh, dự án giao chuyển họ có thể giao dịch free token ở mức giá lý tưởng thông qua thị trường giao dịch free token và thu được lợi nhuận trước này. Giao dịch linh hoạt này, cả người mua và người bán đều có thể chọn thời điểm thích hợp để giao dịch free token theo điều kiện thị trường, giao dịch free token hoặc chờ quyết định uh, quyết toán dự án để có thể xây dựng chiến lược giao dịch linh hoạt hơn. Ở đây thì nó cũng đã có những cái quy tắc rất là chi tiết rồi. Mình sẽ đặt đường link à, à, bài viết ở phần mô tả của video để các bạn có thể đọc kỹ hơn nhá. Đó thì đây là cái thông tin thứ nhất về cái à, giao dịch free market ở trên sàn Gate nhá. Chương trình thứ hai này là dành cho những người mới đăng ký theo đường link của các KOL để có thể chia sẻ phần thưởng lên tới 20.000 đô la hoặc là token HMSTR thì đây là cái token của dự án Hunter Combat nhá. Mặc dù cái dự án này chưa list sàn, tuy nhiên thì sắp tới thì khả năng thì chúng ta sẽ được chia sẻ cái phần thưởng token HMSTR này. Đó. Hoặc là chia sẻ cái tổng phần thưởng của cái đồng docS trị giá lên tới 20.000 đô. Cụ thể là khi hoạt động nó sẽ có chia thành hai hoạt động này. Khi mà các bạn đăng ký trong khoảng thời gian từ ngày 6 tháng 8 tới ngày 20 tháng 8 và hoàn tất bất kỳ một cái giao dịch DOCS nào hoặc là đồng HT, HM, STR nào đó ít nhất là 100 đô la giao dịch giao ngay bất kỳ mã token nào thì các bạn sẽ đủ điều kiện để có thể chia sẻ là 15.000 đô la theo tỷ lệ khối lượng giao dịch có nghĩa là các bạn sẽ giao dịch càng nhiều thì các bạn sẽ được chia sẻ phần thưởng càng lớn nhé và tổng là tổng pool nó sẽ là 15.000 đô la và đặc biệt là chỉ có những người đăng ký mới thì mới có thể tham gia được phần phần uh, sự kiện này thôi nhá còn những uh, cái tài khoản cũ thì sẽ không đủ điều kiện nhé các bạn hoạt động 2 gửi tiền để có thể chia sẻ 5.000 đô la thì người dùng mới đăng ký trong khoảng thời gian từ ngày 6 tháng 8 cho tới ngày 20 tháng 8 hiện tại là ngày 17 nhé và hoàn tất KIC level 2 gửi ít nhất là 10 đô la sẽ đủ điều kiện chia sẻ là 5.000 đô la và giới hạn thì nó sẽ là 5.000 người đầu tiên À 500 người đầu tiên nhé 500 người và với cái pool thưởng là 5.000 đô la Thì có nghĩa là mỗi người sẽ nhận được 10 đô la Và đây là kèo tiền tươi Và first come first shot nhé Các bạn cần phải tham gia sớm thì mới có thể nhận được phần thưởng nhé Và lưu ý này Tiền thưởng thì nó sẽ bị giới hạn Tiền gửi ấy Tức là các bạn chỉ có thể gửi 10 đô giá trị của những cái đồng coi sau thì mới có thể được tính À, đủ điều kiện nhé là BTC, ETH, USDT và USDC hoặc là Solana thì tốt nhất là các bạn sẽ gửi 11 USDT hoặc là 11 USDC là chắc chắn nhất thì các bạn sẽ đủ điều kiện đó và đây là kèo tiền tươi Đấy, thì bởi vì nó sẽ chia sẻ tiền tiền mặt luôn chứ không phải là tiền voucher nha ok ngoài ra thì nó cũng sẽ có những cái À, quy định nhất định thì mình sẽ đặt cái đường link này ở phần mô tả cho anh em có thể tham gia khi mà các bạn tham gia thì các bạn nhớ đăng ký tài khoản sau đó các bạn nhấn vào cái nút đăng ký ở đây này đó đó đăng ký và các bạn có thể ấn vào cái nút chia sẻ này này để có thể là nhận được tổng phần thưởng ở đây nhé Ok Đây là những cái chương trình khá là hấp dẫn đến từ sàn ghé mà các bạn có thể tham gia vào để có thể chia sẻ phần thưởng nếu như mà anh em chưa có cái tài khoản ở trên sàn uh, gate.io thì các bạn có thể đăng ký vào và tiện thể thì các bạn có thể tham gia vào một trong hai những cái sự kiện này để có thể chia sẻ tổng à, uh, thưởng là 20.000 đô la nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của Tiến Sư Phụ. Những cái gì thắc mắc không hiểu thì anh em có thể comment ở phía dưới của video. Mình sẽ giải đáp giúp cho các bạn nhé. Chúc cho anh em luôn luôn may mắn, kiếm được thật nhiều coi và kiếm được thật nhiều tiền. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký, nhấn quả chuông để luôn được cập nhật những video, những dự án chất lượng đến từ channel của Tiến Sư Phụ. Có bây giờ, xin thân ái, chào và hẹn gặp lại.